Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Cho Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 19. Quyển 50, Phẩm Như Lai xuất hiện thứ 37. Giảng giải. Như Lai là một trong 10 danh hiệu của Phật. 10 danh hiệu tức là Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế nào là Như Lai? Tức là thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Trong Kinh Kim Cang có nói: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Vô sở tùng lai tức là chẳng sinh, diệt vô sở khứ tức là chẳng diệt. Cũng có thể nói phiền não chẳng sinh, giác ngộ chẳng diệt. Xuất hiện tức là ý nghĩa Như Lai xuất hiện ra đời, Như Lai đến thế giới Ta Bà để vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ giác ngộ, thoát khỏi bà cõi, đến được bờ bên kia. Phẩm này là phẩm 37 trong 39 phẩm của Kinh Hoa Nghiêm. Kinh văn: Bấy giờ trong tướng hào quang trắng giữa lông mày của Đức Thế Tôn phóng ra đại quang minh, tên là Như Lai xuất hiện, có vô lượng trong ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ quang minh dùng làm quyến thuộc. Quang minh đó chiếu khắp mười phương, tận hư không pháp giới, tất cả thế giới, nhiễu bên phải mười vòng, hiện hiện vô lượng tự tại của Như Lai, giác ngộ vô số các chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện ma, hiện bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đằng chánh giác, cùng với tất cả đạo tràng chúng hội, làm việc đó rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, nhập vào đảnh Bồ Tát Như Lai, tánh khởi diệu đức. Lúc đó trong tướng hảo quang trắng giữa lông mày của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra đại quang minh, tên là quang minh Như Lai xuất hiện, có vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu sáng khắp mười phương, tận hư không khắp pháp giới, tất cả thế giới. Quang minh đó nhiễu quanh bên phải mười vòng. Tại sao phải nhiễu bên phải mười vòng? Vì vòng bên phải là thuận hành, mười vòng là ý nghĩa đại biểu vô lượng vô tận trùng trùng, hiện hiện vô lượng tự tại của Như Lai, giác ngộ vô số hết tất cả chúng Bồ Tát. Bồ Tát tu hành đến sơ địa, chẳng biết cảnh giới của bậc nhị địa, cho đến Bồ Tát thập địa, cũng chẳng biết cảnh giới của bậc đẳng giác. Do đó, tuy Bồ Tát đắc được quang minh trí huệ thập lực của Như Lai, nhưng chỉ có thể tương tự Phật mà thôi. Kỳ thật, còn cách xa Phật rất xa. Đó là lý do tại sao Bồ Tát chưa gọi là Phật, cho nên Bồ Tát đẳng giác vẫn chưa biết cảnh giới của bậc diệu giác, Phật. Lúc đó đại địa trong mười phương thế giới có sáu thứ chấn động, biểu thị cảnh giới chư Phật sắp muốn nói diệu pháp, hoặc chư Bồ Tát hoặc thánh nhân chứng quả. Khi thuyết pháp thì có sự kiện đất chấn động, nhưng không có tai hại, đó là khiến chúng sinh khai ngộ. Khi Như Lai chuẩn bị nói pháp thì có sự chấn động, tuy chấn động tất cả mười phương thế giới nhưng chẳng có tai nạn, đều bình an vô sự. Chúng sinh thấy được quang minh đó của Như Lai sẽ trừ diệt được tất cả các khổ đường ác, đắc được an lạc. Chúng ta mỗi ngày nghe Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, ai thần tâm thành tịnh chẳng có nhiễm ô, thì người đó thấy được quang minh của Phật. Vì quang minh của Phật chiếu khắp, chỉ cần người có căn lành thì bất cứ lúc nào cũng đều có cơ hội thấy được quang minh của Phật. Nếu vọng tưởng lăng xăng tà kiến đa đoan thì sẽ không thấy được quang minh của Phật. Quang minh đó chiếu sáng tất cả các cung ma. Tuy ma có quang minh, nhưng không bằng quang minh của Phật. Khi quang minh của ma gặp quang minh của Phật thì quang minh của ma ẩn tàng mất, không dám hiện hiện, vì tà không thắng tránh. Khi tôi còn ở tại quê hương Đông Bắc Trung Quốc, thường có một nhóm người đệ tử quy y theo tôi đi khắp nơi hoằng dương Phật Pháp giáo hóa người có duyên. Trong những đệ tử đó có người lúc nào cũng xuất thần nhập hóa, không bị giới hạn, chẳng giống như người tu hành đạo giáo. Trước hết phải ngồi ở đó mới có thể xuất thần nhập hóa. Trong nhóm đệ tử có người đệ tử rất trẻ tuổi ham chơi, cậu ta có thể hóa thân bay lên trời, đi vào đất. Một lần nọ gặp thiên ma ở trên trời, thiên ma rủ cậu ta lên thiên cung ma dạo chơi xem cho biết. Cậu ta bị tâm háo kỳ sai khiến, bèn theo thiên ma đi, ai ngờ bị thiên ma trói nhốt lại, cậu ta chẳng làm gì được. Lúc đó cậu ta sinh tâm sợ hãi, bèn đến nói với tôi: Sư phụ ơi, con bị thiên ma trói nhốt lại ở trong cung điện của chúng, không cho con trở về. Tôi nói với cậu ta: Con có muốn ở lại đó chăng? Cậu ta nói: Con không muốn ở lại đây. Tôi nói: Nếu con không muốn thì ta sẽ đưa con trở về đây. Lúc đó tôi bèn dùng chú Long Nghiêm phá lưới ma la, hàng phục được pháp thuật của ma, đập tan cung điện của ma. Cậu ta được bình an trở về.
Lần đó dạy dỗ rồi, cậu ta không dám đi lên trời trời nữa, từ đó giữ gìn quy củ tu đạo. Do đó có thể thấy nếu người tu đạo không cẩn thận, lập tức gặp sự nguy hiểm. Tại sao Thiền Mà nhốt cậu ta ở lại trong cung điện ma? Vì cậu đệ tử này có thần thông. Thiền Mà muốn cậu ta biến thành quyến thuộc của ma vương, có thể tăng thêm thế lực của chúng. Ma vương quỷ kế đa đoan, dùng trăm phương ngàn kế muốn bắt người tu đạo để làm quyến thuộc của chúng, cho nên người tu hành phải cẩn thận, tu hành chân chánh thì mới phá được pháp thuật của ma. Ở trong đại quang minh này hiển bày tất cả chư Phật ngồi dưới cội bồ đề, trên tòa báo sư tử, thành chánh đẳng chánh giác và tất cả chúng hội đạo tràng thuyết pháp của Như Lai. Làm những cảnh giới đó rồi, quang minh lại đến đạo tràng nhiễu vòng bên phải chúng hội Bồ Tát, sau đó nhập vào đỉnh Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát. Diệu đức tức là Bồ Tát Văn Thù, dùng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù làm năng hiền, Bồ Tát Phổ Hiền pháp giới làm sở hiền, cộng thành xuất hiện Tỳ Lô Giá Na, cho nên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Bây giờ tất cả đạo tràng chúng hội thần tâm hớn hở, sinh đại hoan hỷ, bèn nghĩ như vậy: rất kỳ lạ hy hữu, hôm nay Như Lai phóng đại quang minh, chắc sẽ diễn nói pháp lớn thâm sâu. Lúc đó hết thảy tất cả chúng hội trong đạo tràng, thân tâm của các ngài rất hớn hở vui mừng, đều sinh tâm đại hoan hỷ, đều nghĩ như vậy: rất kỳ lạ thay, rất là hy hữu, hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra vô lượng đại quang minh, chắc sẽ diễn nói pháp lớn vi diệu thâm sâu vô thượng. Bấy giờ Bồ Tát Như Lai tánh khỏi diệu đức, ngồi trên hoa sen ở bảy vai bên phải, quỳ gối bên phải chắp tay lại, một lòng hướng về Đức Phật mà nói kệ rằng: lúc đó Như Lai tánh khỏi diệu đức Bồ Tát ngồi trên hoa sen hở bày vai bên phải, biểu thị cung kính Phật, quỳ gối bên phải chắp tay lại, một lòng hướng về Đức Phật mà nói ra 10 bài kệ dưới đây. 5 bài kệ trước là tán thán khen ngợi Phật, 5 bài kệ sau là hướng về Đức Phật thỉnh pháp. Chánh giác công đức bậc đại trí đạt khắp cảnh giới đến bờ kia, đồng với các Như Lai ba đời, thế nên con nay cung kính lễ. Như Lai là bậc chánh giác đại trí huệ, tức cũng là người có đại công đức, thông đạt khắp cảnh giới đến được bờ bên kia, đồng với tất cả Như Lai mười phương ba đời. Bởi nhân duyên đó cho nên con Như Lai tánh khỏi diệu đức Bồ Tát này cung kính lễ Phật, đã lên bờ cảnh giới vô tướng, mà hiện tướng tốt trang nghiêm thân, phóng ngàn quang minh lìa cấu bẩn, phá sạch tất cả chúng ma quân. Như Lai đã thăng đến bờ cảnh giới vô tướng lìa tướng, thân tướng của Như Lai hiện tại vi diệu không thể nghĩ bàn, pháp thân trang nghiêm, phóng ra ngàn luồng quang minh thanh tịnh chẳng có cấu bẩn. Quang minh đó hay phá trừ tất cả chúng ma quân, hoàn toàn tiêu diệt sạch thế lực của ma. Mười phương hết thảy các thế giới đều chấn động khắp không thừa sót, chưa từng là một chúng sinh sợ oai thần lực thiện thệ như vậy. Mười phương hết thảy tất cả thế giới đều chấn động, chẳng có nơi nào mà chẳng chấn động. Tuy chấn động nhưng chẳng có sự tai hại, không làm cho tất cả chúng sinh sợ hãi, cho đến một chúng sinh cũng không sinh tâm sợ hãi. Tại sao? Vì đó là sức oai thần của đấng thiện thệ nên không thể gây ra tai hại. Tánh hư không pháp giới bình đẳng đã được như vậy mà an trụ, tất cả đều sinh vô số lượng, đều kiến diệt ác trừ cấu bẩn. Tánh Như Lai và hư không pháp giới đều bình đẳng, chẳng trong chẳng ngoài, chẳng lớn chẳng nhỏ. Như Lai với pháp giới là một thể, hay an trụ trong tất cả thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh nhiều chẳng có số lượng. Nhưng Như Lai hay khiến cho tất cả chúng sinh không làm các điều ác mà làm các việc lành, tiêu diệt tất cả các ác, trừ sạch tất cả sự cấu bẩn. Khổ hạnh siêng năng vô số kiếp, thành tựu Bồ Đề đạo tối thượng, nơi các cảnh giới trí vô ngại với tất cả Phật đồng thể tánh. Tại sao Phật đã được thành Phật? Vì sinh tu khổ hạnh chẳng có khi nào giải đãi lười biếng, trải qua vô số đại kiếp, thành tựu Bồ Đề giác đạo tối thượng, đối với tất cả cảnh giới dùng trí huệ vô ngại để giải quyết mọi vấn đề, đồng một thể tánh với mười phương ba đời tất cả chư Phật. Do đó có câu Phật Phật đạo đồng, tức cũng là đồng một pháp thân. Đạo sư phóng đại quang minh này chấn động mười phương các thế giới, đã hiện vô lượng sức thần thông mà còn đến nhập vào thân con. Đạo sư phóng đại quang minh này chấn động mười phương tất cả thế giới, đã hiện ra vô lượng vô biên sức thần thông. Quang minh đó lại trở lại nhập vào đỉnh đầu của con Bồ Tát Diệu Đức. Trong pháp quyết định hay khéo học, vô lượng Bồ Tát đều tụ đến, khiến con phát khởi tâm hỏi pháp. Thế nên nay con thỉnh pháp vương, Như Lai quyết định ở trong pháp đại bồ đề hay khéo học, có vô lượng vô biên Bồ Tát từ bốn phương tám hướng đều đến tụ tập. Sức lực của họ khiến cho con sinh khởi tâm thỉnh hỏi Phật pháp.
Nhờ vậy cho nên hiện tại con thỉnh bậc Pháp Vương vì đại chúng nói diệu pháp khai thị để khiến cho người nghe có cơ hội khai ngộ, khiến chúng hội này đều thanh tịnh, khéo hay độ thoát các thế gian, trí huệ vô biên không nhiễm trước, như vậy hiền thắng đều tụ đến. Hiện tại đại chúng ở trong chúng hội đều được thanh tịnh, khéo độ thoát hết thảy chúng sinh thế gian, trí huệ của Như Lai không có bờ mé, không có nhiễm ô, không có chấp trước. Hiện tại Bồ Tát đến tụ tập cũng là bậc có trí huệ không bờ mé, không nhiễm trước, đều là bậc hiền nhân, đều có đạo quả thù thắng, đều là thánh nhân chứng quả, đều đến tụ hội ở đây. Đấng đạo sư lợi ích thế gian, trí huệ tinh tấn đều vô lượng, nay dùng quang minh chiếu đại chúng, khiến con thỉnh hỏi pháp vô thượng. Các ngài là đấng đạo sư lợi ích thế gian, trí huệ vô lượng, tinh tấn vô lượng. Hiện tại Như Lai dùng đại quang minh để chiếu khắp đại chúng, khiến cho con thỉnh hỏi Phật pháp vô thượng. Xin Đức Thế Tôn tử bi vì chúng con mà diễn nói diệu pháp Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Ai rõ cảnh giới bậc đại tiên mà hay chân thật khai diễn đủ, ai là pháp trường tử Như Lai, đạo sư thế gian nguyện hiển bày. Ai có thể thấu rõ cảnh giới thầm sâu của đại giác kim tiền, chân thật không hư, đầy đủ viên mãn, đến khai thị tất cả chúng sinh, diễn nói tất cả Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giác ngộ. Ai tức là pháp trường tử của Như Lai, đứng đạo sư thế gian nguyện vì chúng con đại chúng hiền bày. Bấy giờ ở trong miệng của Như Lai liền phóng ra đại quang minh tên là vô ngại vô úy, có trăm ngàn ức a tăng kỷ quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tận hư không khắp pháp giới tất cả thế giới, nhiều bên phải mười vòng hiện hiện đủ thứ tự tại của Như Lai, khai ngộ vô lượng các chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện ma, hiện bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi dưới tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác cùng với tất cả chúng hội đạo tràng. Làm những việc đó rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, rồi nhập vào miệng Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Quang minh đó nhập vào rồi, thân và tòa sư tử của Bồ Tát Phổ Hiền hơn lúc bình thường gấp trăm lần so với thân và tòa của các Bồ Tát khác, chỉ trừ tòa sư tử của Như Lai. Lúc đó ở trong miệng của Như Lai liền phóng ra đại quang minh tên là quang minh vô ngại vô úy, có trăm ngàn ước a tăng kỷ quang minh dùng làm quyến thuộc, chiếu hướng sang khắp mười phương tận hư không khắp cùng pháp giới tất cả thế giới, nhiễu bên phải mười vòng hiện hiện đủ thứ tự tại của Như Lai, khai ngộ vô lượng các chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả các khổ não đường ác, chiếu sáng tất cả các cung điện ma, hiện bày tất cả chư Phật Như Lai ngồi dưới tòa Bồ Đề trên tòa kim cang bóng thành đẳng chánh giác cùng với tất cả chúng hội đạo tràng. Làm những việc đó rồi, đến nhiễu bên phải chúng hội Bồ Tát, rồi nhập vào trong miệng của Đại Bồ Tát Phổ Hiền. Quang minh đó nhập vào trong miệng của Bồ Tát Phổ Hiền rồi, thân và tòa sư tử của Bồ Tát Phổ Hiền trang nghiêm hơn lúc bình thường gấp trăm lần so với thân và tòa của tất cả các Bồ Tát khác, ngoại trừ tòa sư tử của Như Lai. Bấy giờ Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, hỏi Đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đức Phật thị hiện thần biến rộng lớn, khiến cho các Bồ Tát đều sinh hoan hỷ không thể nghĩ bàn, thế gian không thể biết được đó là tướng tốt lành gì. Đại Bồ Tát Phổ Hiền nói: Phật tử, thuở xưa tôi đã từng thấy các Như Lai ứng chánh đẳng giác thị hiện thần biến rộng lớn như vậy, liền nói pháp môn Như Lai xuất hiện như chỗ tôi nghĩ, thì nay hiện tướng này sẽ nói pháp đó. Khi nói lời đó thì tất cả mặt đất thảy đều chấn động, sinh ra vô lượng quang minh hỏi pháp. Lúc đó Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát, hỏi Đại Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đức Phật thị hiện tướng luồng hào quang trắng phóng quang minh và trong miệng phóng quang minh, đại thần thông biến hóa rộng lớn đó khiến cho tất cả Bồ Tát đều sinh hoan hỷ, cảnh giới đó thật không thể nghĩ bàn, chúng sinh thế gian không thể biết được đó là tướng tốt lành gì. Đại Bồ Tát Phổ Hiền đáp rằng: Phật tử, lúc thuở xưa tôi đã từng thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều thị hiện thần thông biến hóa rộng lớn như vậy, lập tức diễn nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Như chỗ tôi nghĩ kỹ càng thì này Như Lai thị hiện tướng này sẽ nói diệu pháp. Khi Bồ Tát Phổ Hiền nói lời đó thì tất cả mặt đất thảy đều chấn động, sinh ra vô lượng quang minh hỏi pháp. Quang minh đó hay tăng thêm trí huệ trợ giúp thử hỏi. Bấy giờ Bồ Tát tánh khỏi diệu đức hỏi Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát làm sao biết pháp của tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện? Xin Ngài hãy vì tôi nói. Lúc đó Bồ Tát tánh khởi diệu đức lại hỏi Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Phật tử, Đại Bồ Tát làm sao biết pháp của tất cả chư Phật Như Lai xuất hiện? Xin Ngài hãy vì tôi nói rõ.
Phật tử vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha chúng hội Bồ Tát này thuở xưa đều đã tu tịnh nghiệp, niệm huệ thành tựu đến nơi bờ rốt giáo đại trang nghiêm, đầy đủ tất cả hạnh oai nghi của Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất. Đại bi quan sát tất cả chúng sinh, quyết định biết rõ cảnh giới thần thông của các đại Bồ Tát đã được thần lực của chư Phật gia trì, thọ được diệu pháp của tất cả Như Lai. Đầy đủ vô lượng công đức như vậy đều đến tụ tập. Phật tử, các đại Bồ Tát ở trong vô lượng trăm ngàn ước Na Do Tha chúng hội Bồ Tát này, ở trong vô lượng kiếp về trước đều đã tu hành nghiệp thanh tịnh cho nên niệm huệ thành tựu, đã đến nơi bờ rốt giáo đại trang nghiêm, đầy đủ tất cả hạnh oai nghi của chư Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất, dùng tâm đại bi để quan sát tất cả chúng sinh, quyết định biết rõ cảnh giới hít thần thông của tất cả các đại Bồ Tát đã được đại oai thần lực của Như Lai, của chư Phật như gia trì, tiếp thọ được diệu pháp của tất cả Như Lai. Đầy đủ vô lượng công đức như vậy đều đến tụ tập ở trong Bồ Tát chúng hội đạo tràng. Phật tử, Ngài đã từng ở tại vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha chỗ Đức Phật, thừa sự cúng dường thành tựu diệu hạnh tối thắng của Bồ Tát nơi môn tam muội, đều đắc được tự tại nhập vào nơi bí mật của tất cả chư Phật, biết các Phật pháp, dứt các nghi hoặc, nhờ thần lực của các Như Lai gia trì mà biết được căn tánh của chúng sinh, tùy theo sở thích của họ để vì họ nói pháp giải thoát chân thật, tùy thuận trí của Phật sẽ nói Phật pháp đến bờ bên kia, có vô lượng công đức như vậy. Phật tử, Ngài đã từng ở tại vô lượng trong ngàn ước Na Do Tha chỗ Đức Phật, thừa sự Phật, cúng dường Phật, thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát, đối với pháp môn tam muội, chánh định, chánh thọ đều được nhận phận tự tại, có thể nhập vào nơi bí mật của tất cả chư Phật, tức là nơi chúng sinh không thể biết được. Đây chẳng phải là chư Phật không cho chúng sinh biết, mà do chúng sinh chẳng có đại trí huệ nên không minh bạch được cảnh giới của Phật. Kỳ thật Phật chẳng có gì bí mật để nói, có thể biết tất cả các pháp của Phật nói hay dứt trừ các nghi hoặc của chúng sinh, đó là nhờ đại oai thần lực của tất cả chư Phật gia trì cho Ngài, khiến cho Ngài biết được căn tánh của tất cả chúng sinh, tùy theo sự hoan hỷ của chúng sinh mà vì chúng sinh nói pháp chân thật giải thoát, tùy thuận trí huệ của Phật sẽ nói Phật pháp đến được bờ bên kia, có vô lượng công đức như vậy.